chương 21. Nơi này là hỗn thế ma vương địa phương cuộc khởi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau đó không lâu, ba người lái xe đi đến Lâm Thị đầu tư công ty. Lâm Thị đầu tư công ty cũng không có ở Lâm Thị tập đoàn cao ốc, mà là tại một cái khác thương nghiệp giới bên trong, mướn một tầng lầu làm văn phòng, làm chủ yếu là đầu tư sinh ý, là Lâm Thị tập đoàn một cái khác thương nghiệp bản đồ. Hoặc là nói là một cái thí nghiệm phương hướng, hy vọng có thể khai mở mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Mới tạo dựng lên không đến 2 năm, nhân viên người đếm không tới trăm người, tổng tư sản cũng chỉ có 10 ức. Cho đến trước mắt, biểu hiện thường thường, cũng không có quá chói sáng thành tích. Lúc này, Lâm Bắc Phạm bước vào cao ốc, nhìn lấy cái này quen thuộc từng màn, tâm lý thầm nghĩ. Ta lại tới. Ở kiếp trước, đây chính là hắn sự nghiệp xuất phát điểm. Hắn cũng là bắt đầu từ nơi này, bỏ ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, chế tạo ra hơn vạn ức thương nghiệp đế quốc, chấn kinh toàn thế giới. Đúng là có cái này một phần sự nghiệp, hắn có thể hữu hiệu đã kích cái khác nhân vật chính còn có phản phái. Hắn tin tưởng, một lần nữa, hắn nhất định sau kiếp trước cuộc khởi đến càng nhanh. Đồng thời cũng biến thành càng mạnh. Theo ở phía sau nhân vật chính diệt tinh thần, nhìn lấy cái này tòa nhà cao ốc, tâm lý yên lặng mà nói. Chính là chỗ này. Nơi này, cũng là hỗn thế ma vương lâm bắc phàm địa phương cuộc khởi. Gia hỏa này vô thanh vô tức, ở ngắn ngủi mấy năm thời gian, thì chế tạo ra chấn kinh toàn thế giới thương nghiệp đế quốc. Làm đại gia phát hiện thời điểm, hắn đã trưởng thành là thế lực bá chủ tồn tại. Đầu tư trải rộng mọi ngành mọi nghề, sức ảnh hưởng trải rộng các giới. Cho nên, đối mới có thể bẻ gãy nghiền nát phá hủy hắn có chuyện nghiệp, phá hủy hắn hết thảy. Đem hắn như chó mất chủ một dạng đuổi ra khỏi viêm quốc dịp tinh thần yên lặng nắm chặt nắm đấm lần này ta nhất định sẽ không lại để ngươi đạt được ta nhất định muốn đánh gãy ngươi cánh bay lên để ngươi vĩnh viễn phủ phục ở dưới chân của ta ba người đi vào công ty cửa ngài là đầu tư công ty lãnh đạo cùng tất cả nhân viên đã sớm xếp hàng hoan nghênh lâm tổng hoan nghênh hoan nghênh đến đón lấy cũng là hợp giới thiệu công tác nhân viên bàn giao trong công tác một ít sự vật Tiến triển phi thường thuận lợi. Dù sao, Lâm Bắc Phạm là Lâm Thị tập đoàn người nối nghiệp duy nhất, lần này chủ yếu là hạ đến rèn luyện, tất cả mọi người phi thường nể tình, sẽ không làm khó tại hắn, nếu không mình cũng chịu không nổi. Hội nghị kết thúc về sau, Lâm Bắc Phạm về tới bọn họ an bài văn phòng bên trong, tự hỏi tiếp xuống phương hướng phát triển. Lâm Thị đầu tư công ty tổng cộng có một tỷ tiền tài. Nguyên lai like có tổng giám đốc cùng hai vị phó tổng giám đốc, Ba vị tổng giám đốc các phụ trách một cái đầu tư phương hướng, mỗi cái nắm giữ 300 triệu tiền tài, chỉ để lại 100 triệu tiền tài làm vốn lưu động. Lâm Bắc Phàm cắm vào sau khi đi vào, cái này 100 triệu tiền tài liền từ hắn đến phụ trách. Lượng tiền bạc không nhiều, chủ yếu cũng là cho hắn rèn luyện chi dụng. Nếu như làm ra một ít thành tích, đến đến mọi người khẳng định, như vậy cái này lượng tiền bạc sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cho nên làm sao vận dụng cái này một khoản tiền là một vấn đề. Ở trùng sinh chi trước, Lâm bắt Phàm là dựa vào lấy tiên tri ưu thế, còn có ngón tay vàng tác dụng nhanh chóng cuộc khởi. Nhưng là sau khi trùng sinh, hắn ngón tay vàng đã cùng nguyên lai không giống nhau lắm. Chính mình cầu nguyện vọng, cường nhân đạt được gấp đôi. Cho nên, khẳng định không thể dựa theo lúc đầu phương pháp đến, không phải vậy liền tiện nghi những cái kia nhân vật chính. Mà lại, hắn còn phát hiện sau khi trùng sinh tiếu thần còn có dịp tinh thần hai cái này nhân vật chính tự hộ có chút không giống nhau lắm. Nhất là dịp tinh thần cái này chiến thần, thế mà còn tới đến bên cạnh hắn làm bảo tiêu, hoàn toàn không theo chiếu nội dung cốt truyện đến đi, mười phần quỷ dị. Cho nên, không thể không phòng. Lúc này, liễu như mị ông lấy một phần thật dày tư liệu đẩy cửa tiến đến. Ngươi bây giờ chỉ có một trăm triệu tiền tài, lượng tiền bạc thực tế quá ít, cho nên ta đề nghị ngươi trước tạm thời đầu tư thị trường chứng khoán tỷ như trái phiếu cổ phiếu thứ nhất có thể để ngươi nhanh chóng vào tay quen thuộc đầu tư cái này nghề thứ hai chờ lượng tiền bạc biến lớn thời điểm có thể tiến hành càng lớn đầu tư hoạt động đây là ta chọn lựa ra một số trái phiếu cùng cổ phiếu đều là phi thường chất lượng tốt căn cứ chính xác phiếu ngươi có thể nhìn một chút đã làm phiền ngươi mị nương lâm bắc phàm tiếp nhận tư liệu mở ra xem phát hiện phía trên chứng khoán xác thực đều là so sánh chất lượng tốt căn cứ chính xác phiếu tỷ lệ hồi báo không cao nhưng là phi thường ổn thỏa thuận tiện hắn cái này đầu tư tiểu bạch vào tay nữ nhân này tuy nhiên đối với hắn có ý kiến nhưng là đang làm việc lên vẫn là vô cùng nghiêm túc phụ trách nhưng là tốc độ kiếm tiền thực tế quá chậm hắn tới nơi này có thể không phải là vì kiếm lời mấy cái điểm lợi tức mà là vì lấy nơi này làm điểm xuất phát Dương Phạm xuất phát, chế tạo hắn thương nghiệp đế quốc. Lúc này, Lâm Bắc Phạm quay đầu nhìn về phía yên lặng ngồi ở trên ghế salon nhân vật chính dịp tinh thần, cười hỏi. Dịp huynh đệ, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Ta. Dịp tinh thần mộng, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi hắn. Ta chuẩn chuẩn bị muốn bắt đầu công tác, dựa vào đầu tư đến kiếm tiền, đến mức đầu tư cái gì bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Ngươi có cái gì tốt đề nghị, nói đến cho ta nghe một chút. Lâm Bắc Phàm trong mông mà đối đãi, hai mắt tràn ngập lấy cổ vũ. Liễu Như Mị một đôi mắt đẹp nhìn sang. Nàng cũng muốn nhìn một chút, một cái bảo tiêu có năng lực gì. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Nhân vật chính Nhìn ta hốt du bất tử hắn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhân vật chính dịp tinh thần hưng phấn lên. Đây là cái gì? Đây là cơ hội nha. Ở kiếp trước, hỗn thế ma vương lâm bắt phàm thì là thông qua đầu tư thị trường chứng khoán, cơ hội áp trúng mỗi một cái bay lên cổ phiếu, còn có hoàng kim kỳ hàng, sau đó cấp tốc cuộc khởi. Hiện tại trọng sinh trở về, nhất định muốn ngăn cản hắn. Chí ít, muốn kéo chậm hắn tiến độ, không cho hắn cuộc khởi nhanh như vậy. Nhưng là, muốn thế nào hốt du hắn đâu? đối phương trí gần với yêu, đối với mọi ngành mọi nghề đều 10 phút quen thuộc cùng giải, lại thêm còn có liễu như mỹ cái này nữ nhân thông minh trợ giúp, bình thường lý do căn bản là không thuyết phục được hắn. Cho nên, tuyệt đối không thể nói lung tung. Nhất định muốn hợp tình hợp lý. Nghĩ nghĩ, dịp tinh thần nhíu mày. Ta cảm thấy đi, hiện tại đầu tư thị trường chứng khoán cũng không tốt. Lâm Bắc Phàm sững sờ. Cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Như Mị cũng cảm thấy không hiểu. Ta là một cái bảo tiêu, không có đọc qua mấy năm sách, không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng là ta biết, hiện tại kinh tế cũng không tốt. Không chỉ có quốc gia chúng ta kinh tế không tốt, toàn cầu kinh tế cũng không tiện. Cho nên, thị trường cổ phiếu lên tiếp tục sụt giảm, khắp nơi đều là một mảnh xanh mơn mởn. Cho nên ở thời điểm này tiến vào thị trường cổ phiếu, mạo hiểm vô cùng cao, hơi không chú ý liền sẽ bị cắt trao hẹ thị trường cổ phiếu đều như vậy, giống những cái kia kỳ hạn giao hàng nha, kỳ quyền chờ thị trường, khẳng định cũng là gió dục mây vần, biến hóa khó lường. Nghe nói bọn họ còn có đòn bẩy giao dịch A, một khối tiền có thể làm 10 khối tiền đến dùng, như thế mạo hiểm càng cao. Giống những cái kia trái phiếu loại hình, tuy nhiên ít lợi so sánh ổn định, nhưng là hồi báo thực tế quá chậm. Lâm tổng ngươi đi vào nơi này là muốn làm ra thành tích, tích lợi càng cao càng tốt, giống điểm này ít lợi, ngươi khẳng định chướng mắt cho nên ta đề nghị tạm thời không muốn tiếp xúc chứng khoán phương diện đầu tư liệu như mỹ kinh ngạc không nghĩ tới dạng này một cái bảo tiêu thế mà phân tích thấu triệt như vậy lâm bắc phàm lại híp mắt lại cái này nhân vật chính quả nhiên có chút không đúng không sai hiện tại toàn cầu kinh tế cũng không quá tốt thị trường chứng khoán cũng vô cùng đê mê không phải tỷ lệ hồi báo thấp cũng là mạo hiểm cao nhưng là ta vẫn là đề nghị đầu tư thị trường chứng khoán. Bởi vì, tiền của chúng ta số lượng thực sự là có hạn, có thể đầu tư đồ vật cũng không nhiều. Thứ hai, thị trường chứng khoán lưu động tính tương đối cao, như thế chúng ta ở phát hiện vấn đề thời điểm, có thể kịp thời rút lui tiền tài, tránh cho tổn thất. Liễu như mị phát biểu cái nhìn của mình? Dịp tinh thần thầm nghĩ, cái này liễu như mị quả còn không có dễ dàng như vậy hốt du đi qua, xem ra cần phải tăng lớn cường độ lúc này lâm bắc phàm lại cười híp mắt hỏi dịp huynh đệ ngươi nói phi thường có đạo lý nhưng là không đầu tư thị trường chứng khoán đầu tư cái gì tốt đâu ngươi có thể cho ta mấy đầu đề nghị sao nhân vật chính dịp tinh thần giả ngu đến sờ lên cái ót cười láo lĩnh nói ta là một cái đại thô kệch ta cũng không biết đầu tư cái gì tốt nhưng là nếu như ta có tiền ta thứ nhất lựa chọn khẳng định là dùng đến mua phòng bởi vì phòng bảo đảm giá trị tiền gửi, còn có thể dùng để ở người, hoặc là cho thuê, tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Mà lại hiện tại bất động sản như vậy hỏa nhiệt, giá phòng càng ngày càng cao, chỉ ít có thể kiếm lời chút tiền. Đây chính là hắn thứ nhất điều hốt du đề nghị. Ở hắn trước khi trùng sinh, bởi vì toàn cầu kinh tế đều phi thường không tốt, tất cả mọi người không có tiền, mua không nổi phòng, dẫn đến lấy dài đến 20 năm bất động sản thị trường chứng khoán tăng giá tiến nhập điểm công, một đường sụt giảm. Liền xem như thành thị cấp một kinh tế trung tâm khu vực, giá phòng cũng theo ngã xuống. Cho nên, nếu như đối phương đầu tư bất động sản, không chỉ có không có kiếm được tiền, mà lại tiền tài có thể sẽ võ chăn nhà tù. Mà lại, hắn trả lại cho mình tìm xong con đường sau này, 10 phần gà tặc nói mình là đại thô kệt, cái gì cũng không hiểu đưa ra tiếng đến đề nghị không đúng là rất bình thường. Người không thể bởi vì đầu tư phương hướng sai, trách tội ở trên đầu của hắn, đúng hay không? Lúc này, liễu như mị mở miệng nói. Hiện tại, trong nước bất động sản sát thực rất nóng. Nhưng là, trong nước cùng toàn cầu kinh tế hiện tại cũng đã bắt đầu chuyển biến xấu, thụ ảnh hưởng này, bất động sản cái này một cái dựa vào tiền tài thúc đẩy ngành nghề khẳng định sẽ tiến vào băng kỳ. Hiện tại tiến vào bất động sản ngành nghề, vô cùng không không ngoan. Hơn nữa còn có một điểm, tiền của chúng ta số lượng vẫn là quá ít. Một trăm triệu, ở Ma Hải thành phố có thể mua mấy cái căn hộ. Nhiều mua không nổi, thiếu đi không cần thiết mua, thực sự không có tất yếu chuyến cái này vũng nước đục. Nhân vật chính dịp tinh thần lại một lần nữa nhìn với con mắt khác. Không hổ là hỗn thế ma vương trợ thủ đắc lực, liền bất động sản tương lai tranh cảnh đều đã nhìn ra. Xem ra, nhất định phải lấy ra chút công lực. Giáo dục ngành nghề thế nào? Diệp tinh thần nghiêm túc nói. Có câu nói rất hay, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Tất cả các gia trưởng đều không hy vọng con của mình thua ở hàng bắt đầu lên, cho nên đối hài tử giáo dục phi thường trọng thị, phi thường bỏ được đầu tư. Chính mình bớt ăn bớt mặt, lại bỏ được hoa mấy chục ngàn đồng tiền cho hài tử báo trường luyện thi. Các ngươi nhìn, giáo dục ngành nghề ở chúng ta trong nước phát triển nhiều hỏa nhiệt, nghe nói hành nghề nhân viên đã nhiều đến hơn 10 triệu, sản nghiệp quy mô đã đi đến ngàn tỷ. Cái nghề này là sẽ không thụ kinh tế ảnh hưởng, chúng ta có thể đầu tư phương diện này, cam đoan một vốn bốn lời. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Đáng tiếc là cái thoát y biến thái. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lần này, liễu như mị không có nhanh như vậy phản đối. Nghĩ nghĩ, chần chờ một lát, nói. Ta cũng cảm thấy, giáo dục thị trường có thể cân nhắc. Nhân vật chính dịp tinh thần thấy cảnh này, lập tức hưng phấn. Đi thôi, nhanh đặt chân giáo dục ngành nghề đi giáo dục ngành nghề bây giờ nhìn lại xác thực hừng hực khí thế thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung nhưng là còn sau đó không lâu quốc gia một cái giảm phụ chính sách rơi xuống đem toàn bộ giáo dục ngành nghề đều đánh chết các ngươi đầu tư giáo dục ngành nghề cam đoan may mà mất hết vốn liếng lâm bắc phàm nhẹ gật đầu giáo dục ngành nghề quả thật không tệ nhưng là cái nghề này tồn tại rất lớn ngành nghề hàng rào không phải nói đi vào thì có thể vào nói thí dụ như hắn cần rất cường đại giáo viên lực lượng mà chúng ta nơi này lại là trống rỗng một cái lão sư cũng không có làm sao phát triển mà lại coi như cùng những người khác hợp tác không có cái khác tư nguyên chúng ta cũng sẽ bị bọn họ chỗ nghiền ép sau cùng cũng là bọn hắn ăn thịt chúng ta ăn canh không có ý gì còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân tiền của chúng ta vẫn là quá ít lâm bắc phàm thở dài giáo dục nghề không giống với cái khác ngành nghề cái nghề này nhẹ tư sản nặng nhãn hiệu chủ yếu nhìn chính là nhãn hiệu lực lượng nhưng là muốn dựng nên lên nhãn hiệu hình tượng không hoa tiền đánh quảng cáo lại không được dùng tiền đánh quảng cáo lại cần rất nhiều tiền tài cho nên cái nghề này trước lưu lại chờ quan sát nhân vật chính dịp tinh thần có chút thất vọng đối phương không có quyết định tiến vào giáo dục ngành nghề nhưng ít ra không có minh xác cự tuyệt vậy liền còn có hy vọng. Hố hắn hy vọng. Dịp huynh đệ, ngươi đề nghị này rất không tệ, vẫn còn có tốt đề nghị sao? Lâm Bắc Phàm khích lệ nói. Có. Đương nhiên là có. Dịp tinh thần mừng rỡ. Ta cảm thấy trực tiếp bán hàng ngành nghề không tệ. Trực tiếp bán hàng. Dịp tinh thần mở miệng bá bá nói. Hiện tại, cả nước đều nhấc lên trực tiếp bán hàng dạy sống luận minh tinh vẫn là võng hồng, hiện tại cũng ở trực tiếp bán hàng, ít lợi phi thường không tệ. Nhất là cái kia hai cái siêu cấp đại dẫn chương trình, đôi 11 bán đi hàng lượng lại đã đạt tới 10 tỷ, 10 phần khủng bố. Cho nên ta đề nghị, chúng ta có thể đầu tư một hai cái nổi danh dẫn chương trình, minh tinh hoặc là đại võng hồng, hợp tác với bọn họ bán hàng. Cái này nghề đến tiền thật nhanh, khả năng một hai tháng thì hồi vốn. Mà lại đầu tư quy mô không lớn, một trăm triệu hẳn là có thể xong. Liễu như mị nghe, lại vô cùng tâm động. Cái này nghề nàng thế nhưng là hiểu rất rõ, bởi vì nàng thì thường xuyên nhìn trực tiếp mua hàng. Trong đó đỉnh cấp bán hàng dẫn chương trình, kiếm được tiền so rất nhiều công ty lên sàn đều muốn nhiều. Cho nên, rất nhiều minh tinh cũng nhịn không được tiến nhập cái này nghề kiếm tiền. Mà lại, cái này nghề còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là đầu tư tiểu kiến hiệu nhanh rất nhanh liền có thể trở về vốn. Nếu như thao tác thỏa đáng, còn có thể kiếm nhiều tiền. Liễu như Mỹ khẽ gật đầu. Ta cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Dịp tinh thần lại hưng phấn lên. Trực tiếp bán hàng ngành nghề hiện tại xác thực phát triển phi thường tốt, nhưng là không lâu sau đó, quốc gia đem về nghiêm tra trực tiếp ngành nghề trộm trốn lậu thuế tình huống, sau đó rất nhiều dẫn chương trình đều tao ương, danh khí càng cao dẫn chương trình càng xong đời. Nếu như, bọn họ lúc này vào tràng, khẳng định sẽ bội úp sắp. Diệp tinh thần lúc này đều không thể không bội phục tài ăn nói của mình. Thật sự là cơ trí như ta. Trực tiếp bán hàng ngành nghề quả thật không tệ. Nhưng là cái này nghề có điểm giống làng giải trí, tất cả đều ỷ lại tại người. Làng giải trí là cá cá thối minh tinh, trực tiếp ngành nghề người ỷ lại tại bán hàng dẫn chương trình. Nếu như người không được, vậy liền xong đời. Giống trước đó, minh tinh sập phòng sự kiện cũng không ít cơ hồ mỗi tháng đều có cùng một chỗ nhìn đến ta đều phiền cho nên chúng ta muốn tìm chút thời giờ tiến hành điều tra tuyển ra một số dư luận tốt phẩm cách không tệ dẫn chương trình lại tiến hành hợp tác lâm bắc phàm cổ vũ dịp huynh đệ vẫn còn có đề cử sao tiếp đó nhân vật chính dịp tinh thần lại liên tiếp đề cử mấy cái ngành nghề tất cả đều là xem ra phát triển phi thường lửa nóng ngành nghề nhưng là trên thực tế đều chôn lấy trọng đại tai họa ngầm, trong tương lai một cái nào đó thời khắc liền sẽ nổ tung. Lâm Bắc Phàm tràn ngập cổ vũ cười hiếp mắt nhìn lấy hắn. Cái này một cái nhân vật chính quả nhiên có vấn đề. Đề cử cho ta, tất cả đều là tương lai chết bất đắc kỳ tử ngành nghề. Một cái sau một cái ẩn nấp. Một cái sau một cái thảm. Hắn làm sao đề cử như vậy tinh chuẩn? Chẳng lẽ đối phương? ta thực tế không biết nên nói cái gì trước mắt ta biết cũng là nhiều như vậy nói không tốt còn xin các ngươi thứ lỗi dịp tinh thần thật thà sờ lên cái ót thấy tốt thì lấy không thể biểu hiện quá ngưu bức không phải vậy sẽ chọc cho người hoài nghi đã tốt vô cùng nghĩ không ra ngươi một cái bảo tiêu thế mà biết nhiều như vậy mỗi cái phương diện đều nói đến đạo lý rõ ràng thật là khiến người lau mắt mà nhìn liễu như mị chật chật tán thưởng Diệp Tinh Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác mình cuối cùng ở Liễu Như Mị trước mặt quét một thanh hảo cảm. Tương lai có lẽ có cơ hội, hắc hắc. Lúc này, Liễu Như Mị biến sắc, ghét bỏ mà nói. Đáng tiếc lại là cái thoát y biến thái. Phi. Diệp Tinh Thần. Phốc. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Kích động nhân vật chính, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tuy nhiên, những thứ này đầu tư phương hướng xem ra cũng không tệ, nhưng là đến tiền vẫn là quá chậm. Lâm Bắc Phạm nói, coi như nhanh nhất ngành nghề, hồi vốn cũng muốn một năm trở lên, ta thực tế chờ không nổi a à, ta hy vọng trong ngắn hạn có thể làm ra thành tích cũng chính là kiếm nhiều tiền liễu như mì liếc mắt còn chậm nha ngươi không bằng trực tiếp đi mua sổ số được rồi vốn là một cái đùa giỡn nói nhưng là lâm bắt phàm lại chững chạc đàng hoàng trả lời mua sổ số kiếm lời cũng ít mua trúng mới kiếm lời 5 triệu mua không trúng mất hết vốn liếng không có đầu tư tất yếu cái thế giới này sổ số quy định là dáng vẻ như vậy mỗi một kỳ tiền tại ao cũng là 5 triệu. Vô luận bao nhiêu người trúng thưởng, tổng tiền thưởng cũng là 5 triệu. Đại gia chia đều cái này 5 triệu. Hai vị, còn có gì tốt đề nghị sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đỗ Thạch thế nào? Đỗ Thạch. Nhân vật chính dịp tinh thần yếu ớt mà nói. Kỳ thực cũng là phỉ thúy mua bán. Phỉ thúy ở khai thác trong quá trình, từ tại mặt ngoài bên trên có một tầng phong hóa da bao vây lấy, không cách nào thấy rõ bên trong tốt xấu, cần cắt chém về sau mới biết được phỉ thúy phẩm chất. Loại vật này mang theo cực mạnh đánh bạc sắc thái, cho nên thì xưng là đổ thạch. Ta nghe nói, rất nhiều người đều dựa vào đổ thạch phát nhà. Lâm Bắc Phạm ánh mắt sáng lên. Cái chủ ý này không tệ, chúng ta liền đi đổ thạch. Sau nửa giờ, bọn họ đứng ở một cái đổ thạch thị trường cửa. Liễu Như Mị quay đầu nhìn lấy Lâm Bắc Phạm. Nói thật, ngươi thật muốn đi đổ thạch lâm bắc phàm đương nhiên nói đó là dĩ nhiên không phải vậy chúng ta tới nơi này làm gì thế nhưng là thứ này mạo hiểm quá cao một đau tăng một đau ngã kiếm tiền có thể để ngươi kiếm lời chết nhưng là bồi cũng có thể để ngươi bồi chết mà lại ngươi cũng không có phương diện này tương quan kinh nghiệm cho nên ta kiên quyết phản đối liễu như mị lạnh như băng mà nói lâm bắc phàm cười hít mắt nói cái gì đầu tư không có nguy hiểm. Mua cổ phiếu cũng có thể ngã ngừng đâu." Liệu Như Mỹ tiếp tục lạnh như băng nói, "Ta thụ cha mẹ ngươi nhờ, đối ngươi mỗi một khoản tiền sử dụng đều có giám sát thẩm tra quyền lợi, thời điểm then chốt có thể tiến hành ngăn cản. Trước tiên nói rõ, nhiều nhất 5 triệu, ấn xong thì cho ta thành thành thật thật trở về." "Mới 5 triệu a, à, hơi ít a, à, thương lượng, 10 triệu thế nào?" Nghĩ hay lắm thu sạch cho ta ngoan ngoãn trở về. Ba người đi vào đổ thạch thị trường. Thông qua nghe ngóng, lựa chọn một tên kinh nghiệm tương đối phong phú vương sư phó, giúp đỡ chọn lựa nguyên thạch. Nhân vật chính dịp tinh thần yên lặng theo ở phía sau. Trên mặt mặt không biểu tình, nhưng là trong nội tâm lại hết sức hưng phấn. Theo hắn biết, ở kiếp trước, hỗn thế ma vương lâm bắc phàm có thể chưa từng có đánh bạc qua tảng đá, hắn căn bản cũng không có phương diện này năng lực cùng kinh nghiệm theo hắn thuê vương sư phó giúp đỡ chọn lựa nguyên thạch thì có thể thấy được lốm đốm cho dù có năng lực có kinh nghiệm cũng vô dụng bởi vì thứ này rất lớn trình độ dựa vào vận khí ngươi vận khí không được kinh nghiệm nhiều hơn nữa cũng vô ích bằng không những cái kia đổ thạch sư phó sớm thì dựa vào cái này làm giàu vương nghĩ tới lâm bắc phàm chuẩn bị ăn quả đáng dáng vẻ hắn thì cao hứng phi thường nghĩ hát vang một khúc đây chỉ là lợi tức nhân vật chính dịp tinh thần nắm chặt nắm đấm. Chờ xem, ta chỉ ít sẽ để cho ngươi cả gốc lẫn lại phun ra. Lúc này, vương sư phó đã giúp Lâm Bắc Phàm chọn lựa ra mấy cái tảng đá. Mấy cái này nguyên thạch A, bằng kinh nghiệm của ta xem ra, ra lục xác suất đều so sánh lớn. Đến mức muốn chọn cái nào liền muốn nhìn ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Được rồi, đa tạ vương sư phó. Lâm Bắc Phàm cho đối phương một khoản tiền, Xem như khổ cực phí. Nhìn lấy mấy cái này tảng đá lớn, Lâm bắt Phàm tâm lý yên lặng mà nói: "Ta cầu nguyện, ta chọn lựa tảng đá, giá cả tăng vọt 100 lần." Đinh. Cầu nguyện không thành công, không phù hợp hiện thực. 90 lần đâu? Đinh. Cầu nguyện không thành công, không phù hợp hiện thực. Thẳng đến 20 lần thời điểm. Đinh. Cầu nguyện thành công. Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, chỉ trong đó lớn nhất có giá trị nhất một cái tảng đá nói ra. Lão bản, ta muốn tảng đá kia. Lão bản, tảng đá kia tổng giá trị 4 triệu, ngươi xác định sao? Liễu như mị nhìn không được khuyên nhủ. Lâm Tổng, ngươi lại suy nghĩ một chút đi, ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn nhỏ một chút tảng đá. Không cần suy tính. Lâm Bắc Phàm khẳng định nói ta liền muốn tảng đá kia. Lão bản thật cao hứng. Được rồi, chuyển khoản trả tiền về sau, tảng đá kia liền là của ngươi. Ở chỗ này cắt sao, chúng ta phục vụ miễn phí. Ngay ở chỗ này cắt, phiền phức lão bản. Giao xong tiền về sau, lão bản cao hứng. Lâm Bắc Phạm cao hứng. Đằng sau theo nhân vật chính diệt tinh thần cũng thật cao hứng. Cắt đi cắt đi, bồi không chết ngươi trong lòng của hắn thật sự là kích động đi. Thân thể đều có chút run rẩy, Đã không nhìn được muốn nhìn Lâm Bắc Phàm ăn quả đáng dáng vẻ. Để bảo tố tới mạnh hơn một số đi. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 25 Ông trời ta vang cầu ngươi, không muốn lại để hắn tăng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chuẩn bị muốn cắt đá, chung quanh rất nhiều người đều qua đây xem náo nhiệt. Cắt đá sư phó nhìn một chút tảng đá hoa văn, sau đó tìm một vị trí, dọc theo da cắt xuống dưới. Mới thứ nhất đao, đã nhìn thấy một vệt tươi đẹp lục sắc. Đại gia lập tức kích động lên. Gặp lục rồi, tăng có một cái người trong nghề giới thiệu. Đây cũng là băng chủng phỉ thúy, xem ra lại hết sức trong suốt, 10 phần tiếp cận pha lê loại. Ở trên thị trường giá cả tương đối cao, tùy tiện một cái vòng tay băng chủng phỉ thúy, đều có thể bán được mấy trăm ngàn không đợi. Nhân vật chính dịp tinh thần nghe, trong tim siết chặt. Tảng đá kia như thế đáng tiền. Có đáng tiền hay không, muốn nhìn tảng đá kia phỉ thúy hàm lượng là bao nhiêu, còn có chất nước nếu như lớn như vậy một khối đều là băng chủng phỉ thúy, như vậy thì lão đáng giá tiền, giá cả 50 triệu trở lên. Bất quá, loại tình huống này tương đối hiếm thấy, ta ở nghề này lăn lộn mấy chục năm, cũng mới vẹn 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 gặp một lần. Dịp tinh thần thở dài một hơi. May mắn xác suất thấp. Không quan hệ, liền để ngươi kiếm lời về một điểm. Đại bộ phận vẫn là thua thiệt. Lúc này, vị kia người trong nghề cười hiếp mắt đối lâm bắt phàm nói bằng hữu, bán không? Ta ra 1,5 triệu mua ngươi tảng đá kia. Không bán. Lâm Bắc Phàm không hề bị lay động. Sư phó, tiếp tục cắt. Cắt đá sư phó tiếp tục cắt cắt. Bởi vì gặp lục rồi, cho nên lần này cắt tương đối cẩn thận, vẫn là dọc theo da cắt một mảnh. Kết quả, thì cái này một mảnh lại gặp lục rồi. Đại gia lại một lần nữa kích động lên. Lại gặp lục rồi, vẫn là băng chủng xem ra lại muốn tăng. Cái kia một tên người trong nghề càng thêm kích động. Lại là băng chủng phỉ thúy, mà lại màu sắc vẫn như cũ trong suốt, là khối tốt tảng đá A bằng hữu, tà ra 3 triệu, mua người tảng đá kia. Nhân vật chính dịp tinh thần nghe được có chút khó chịu. Bỏ ra khí lực lớn như vậy, phí hết thời gian lâu như vậy, thế mà mới khiến cho hắn thua thiệt 100 vạn. Một triệu có thể làm gì? khả năng đều không đủ đối phương mua một cổ xe sang trọng. Dịp tinh thần chỉ có thể tự mình an ủi mình. Được rồi, thiệt thòi nhỏ cũng là thua thiệt, chỉ cần không kiếm tiền là được. Đối mặt với vị kia người trong nghề thỉnh cầu, Lâm Bắc Phàm mười phần bình tĩnh. Ta thế nhưng là hoa 4 triệu mới mua xuống tảng đá kia, người 3 triệu thì muốn mua về. Không bán, tiếp tục cắt. Vị kia người trong nghề khuyến cáo. Bằng hữu, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta cho giá tiền của ngươi đã không tệ. Ngươi muốn tiếp tục cắt xuống đi, có khả năng sẽ tăng, nhưng là có rất lớn xác suất sẽ cắt đổ. Đổ thạch nghề này, mạo hiểm rất cao, thấy tốt thì lấy được. Không có việc gì, mấy triệu mà thôi, ta may mà lên. Tiếp tục cắt. Cắt đá sư phó lại dọc theo da cắt đứt một khối. Lại một lần nữa gặp lục rồi. Lại cắt lên. Vẫn là băng chủng phỉ thúy ba đao đều gặp xanh a, à, khá lắm. Đại gia lại một lần nữa kinh hô. Lúc này thời điểm, bên ngoài xem náo nhiệt một số người ngồi không yên, chen vào. Tảng đá kia, ta ra 4 triệu. Ta ra 4.5 triệu. Ta ra 5 triệu. Giá cả cấp tốc nước lên thì thuyền lên, đạt đến 8 triệu, siêu việt Lâm Bắc Phạm mua giá cả. Đổi một câu nói, Lâm Bắc Phạm đã bắt đầu kiếm lời. Mà lại kiếm lời gấp đôi, một trăm phần trăm tỷ lệ hồi báo nhân vật chính dịp tinh thần khó nhận lấy cái chết sắc mặt cũng là có chút biến thành màu đen vốn là muốn hắn thua thiệt tiền không nghĩ tới hắn vậy mà kiếm tiền đáng chết cái nhà này vận khí làm sao tốt như vậy lúc này liễu như mỹ kích động nắm lấy lâm bắc phàm tay bán đi bán chúng ta thì kiếm lời bốn triệu lâm bắc phàm bình tĩnh cười một tiếng phất phất tay nói ra không nóng nảy để giá cả lại bay một hồi sư phó ngươi tiếp tục cho ta cắt thẳng đến hoàn toàn cắt ra đến được rồi cắt đá sư phó lên tiếng đón lấy đối phương từng đau từng đau chăm chú cắt ra tảng đá kia mỗi cắt một đau chỉ thấy xanh một phần lại gặp lục rồi tăng khá lắm tất cả đều là băng chủng phỉ thúy người trẻ tuổi này kiếm lợi lớn mỗi cắt một đau giá cả thì tăng vụt mấy triệu. Ta ra 10 triệu. Ta ra 15 triệu. 20 triệu. Mỗi cắt một đao, dịp tinh thần sắc mặt thì đen một phần, tâm lạnh hơn một phần. Đáng chết. Tại sao lại tăng? Có thể hay không dừng lại? Đổ đổ đổ. Cho ta cắt đổ hắn. Ông trời ta van cầu ngươi, đừng cho hắn lại tăng. Thẳng đến sau cùng, nghiêm chỉnh khối châu tròn ngọc sáng, cơ hồ không có có tỳ vết phỉ thúy tảng đá, hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại gia đổ lên một luồng lương khí. Một cả khối đá đều đúng a à. Băng chủng phỉ thúy. Quá đẹp, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền. Khó có thể đánh giá, người trẻ tuổi kia vận khí nghịch thiên. Đón lấy, đại gia điên cuồng. Ta ra 40 triệu, mua xuống tảng đá kia. 40 triệu nghĩ hay thật. Ta ra 4.500 vạn, tảng đá kia ta chắc chắn phải có được. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt, ta ra 50 triệu. Ta ra 60 triệu. Nhân vật chính dịp tinh thần sắc mặt tối đen, cơ hồ muốn ngất đi. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Để ngươi lắm miệng, để ngươi phạm tiện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Liễu như mị cũng vô cùng kích động. Nàng không phải không gặp qua nhiều như vậy tiền, mà chính là chưa từng gặp qua cao như vậy tỷ lệ hồi báo. Vừa đầu nhập 4 triệu, kết quả không đến 1 giờ, giá cả thì bảo tố đã tăng tới 60 triệu, lật 10 lần trở lên, so tư bản thị trường còn điên cuồng hơn. Mà lại, đây chính là vàng rồng bạc trắng A. Lập tức có thể bộ hiện tiền A. Bán đi. Bán chúng ta liền phát. Liễu như Mỹ kích động nói. Lâm Bắc phàm mười phần bình tĩnh. Không nóng nảy. Hắn vừa mới ưng thuận nguyện vọng là tảng đá giá cả tăng vọt 20 lần. Hiện tại giá cả mới đạt tới 60 triệu, còn có 20 triệu không gian, cho nên không cần phải gấp. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm. Ta ra 80 triệu. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc đường phục lão nhân, chống quải trượng đầu rồng từng bước từng bước đi tới. Hắn tuy nhiên tóc đều hoa bạch, nhưng là trên thân tràn đầy uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn có một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, chính nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh, thận trọng hầu hạ. Mọi người thấy người này về sau, tất cả đều rối rít tránh ra một con đường, sắc mặt cung kính. Hoàng lão! Hoàng lão ngươi đã đến! Hoàng lão, hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này? Hoàng lão! Xem ra rất có uy vọng. Lâm Bắc Phàm cũng nhận ra một người này, chính là ma hải bản địa cửa hàng châu báu nhân Hoàng Kim Bạch. Nhà bọn hắn đời đời kinh doanh vàng bạc châu báu đồ trang sức, nhất là phỉ thúy Hoàng Kim Phương Diện, làm được cực kỳ tốt, đã ở cả nước mở mấy trăm cửa tiệm, lịch sử đi đến trên trăm năm. Lão nhân trước mắt hoàng kim trắng, đúng là bọn họ gia tộc thứ ba truyền nhân. Làm người điều thấp, thích hay làm việc thiện, ở Ma Hải thành phố rất có uy vọng, thì liền cha của hắn đều kính ba phân. Hoàng lão, người tốt. Lâm Bắc Phạm lễ phép nói. Lúc này, hoàng lão đã đi tới, hơi khẽ cau mày nhìn lấy Lâm Bắc Phạm. Ngươi người trẻ tuổi này xem ra khá quen. Phụ thân ta là Lâm Nam Sơn, ta là con của hắn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm giải thích. Hoàng lão lập tức cười ha hả. Thì ra là thế. Khó trách ta nói như vậy giống một vị cố nhân. Phụ thân ngươi hiện tại đã hoàn hảo. Hắn hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, trước mắt ở nước ngoài làm ăn. Lâm Bắc Phàm nói. Thân thể tốt liền tốt, nhân sinh lớn nhất tài phú cũng là khỏe mạnh. Hoàng lão tiếp tục cười to, sau đó trở lại cái này một khối cắt ra tới phỉ thúy tảng đá trước mặt, chăm chú bắt đầu đánh giá. Thanh âm có chút trung rẩy. Đây là một khối tốt tảng đá A, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm ta chưa từng gặp qua dạng này một khối tốt hòn đá. Hoàn toàn có thể điêu khắc thành một tòa tượng Phật. Tảng đá kia nguyên lai giá trị 80 triệu, đã ngươi là cố nhân chi tử, như vậy tảng đá kia, ta lại thêm 10 triệu. Hiện trường lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lại tăng 10 triệu, giá tiền này nghịch thiên. 90 triệu, hư cao. Khối phỉ thúy này tảng đá nhiều nhất chỉ trị giá 80 triệu. Không nghe ra tới sao? Hoàng lão rõ ràng là đang chiếu cố tiểu bối. Một khối đá kiếm lời 90 triệu, hâm mộ a. À. Bên cạnh không nói một câu nhân vật chính diệt tinh thần, sắc mặt lần nữa tối sầm. Không cần, 80 triệu là đủ rồi. Lâm Bắc Phàm vội vàng nói. Không có việc gì. Ta cho ngươi ngươi thì thu, coi như ta lão gia hỏa đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cho ta đánh tiền, tảng đá kia ta thì mang đi, ha ha. Không thể không nói, hoàng lão làm việc cũng là đại khí sản khoái. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi lập tức hỏi thăm đối phương tài khoản, sau đó tiến hành thu tiền. Không bao lâu, làm ngân hàng nhắc nhở tiếng truyền tới thời điểm, liễu như mị còn như rơi vào mộng. Ta cái này, không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Bắc Phàm tức giận. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, chúng ta hôm nay hoa 4 triệu, nhưng là kiếm lời về 90 triệu khối tiền. 20 lần trở lên bạo lợi a. ưm. ưng. Liễu Như Mỹ kích động gật đầu. Mỹ nương, ta thương lượng thế nào? Chuyện gì? Ngươi lại cho ta một số tiền tài quyền sử dụng, ta nghĩ lại mua một khối đá chơi đùa. Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay nói ra. Nguyên lai, like, liễu như mị là khẳng định phải phản đối. Nhưng là hiện tại kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm lời nhiều như vậy, tự hồ có thể hơi thả lỏng. Có thể, nhưng là không phải vượt qua 10 triệu. Tốt Mỹ nương. Lâm Bắc Phàm lại bắt đầu chọn lựa hòn đá. Nhìn lấy bên cạnh mặt xám như cho nhân vật chính dịp tinh thần, Lâm Bắc Phàm ngoắc ngoắc tay. Dịp huynh đệ, người tới đây một chút. Diệp tinh thần theo hối hận cùng khổ sở bên trong tỉnh táo lại. Lâm Tổng, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm kích động vỗ vỗ Diệp tinh thần bả vai. Diệp huynh đệ, ta hôm nay chỗ lấy có thể kiếm nhiều tiền, có ngươi một phần công lao. Nếu như không phải ngươi sách đề nghị, ta cũng sẽ không tới nơi này đổ thạch, càng sẽ không kiếm được số tiền kia. Diệp tinh thần cảm giác tâm bị đâm một đau. Đúng vậy a, à, muốn không phải hắn đề nghị, đối phương cũng không thể nhanh như vậy kiếm lời 90 triệu. Hắn thật nghĩ rút chính mình mấy cái to mồm. Để ngươi lắm miệng. Để ngươi phạm tiện. Lâm Bắc Phạm nói tiếp. Cho nên, tiếp xuống tảng đá, ngươi giúp ta tuyển, như thế nào? Ta. Giúp ngươi lựa chọn. Dịp tinh thần mộng. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Không lỗ, ta theo họ ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đúng. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Ta đối cái này nghiệp cũng không lắm quen thuộc, chọn cái nào đều không khác mấy. Cùng dạng này, còn không bằng để huynh đệ ngươi đến thử một lần. Ta cảm thấy, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Thế nhưng là... Vạn nhất ta chọn sai đây. Chọn sai thì chọn sai đi, dù sao chúng ta đều đã kiếm lời 90 triệu khối tiền, thua thiệt cái mấy triệu không tính là gì, coi như hao tài tiêu tai. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ dịp tinh thần bả vai, khích lệ nói. Huynh đệ, xem ngươi rồi nhiều tạ lâm tổng cho ta cơ hội này. Dịp tinh thần hít sâu một hơi. Vừa mới thất thủ để ngươi kiếm lời mấy chục triệu khối, để cho ta vô cùng khó chịu. Nhưng là lần này, ta nhất định khiến ngươi phun ra. Chí ít đều muốn phun ra 9 triệu. Không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nghĩ tới đây, nhân vật chính dịp tinh thần khẽ cắn môi, chỉ một cục đá to lớn nói ra. Lâm Tổng, ngươi cảm thấy tảng đá kia thế nào? ta vẫn cảm thấy bên trong có thể cắt ra đồ tốt. Cái này một khối đá lớn cũng không phải là bọn họ nguyên bản tuyển ra tới. Bởi vì nó ít giá 9,6 triệu, đã viễn siêu bọn họ dự tính. Nhưng là hiện tại, tiền của bọn hắn lượng đã khuếch trương lớn đến 10 triệu, có thể đem nó cầm xuống. Ngươi vì cái gì nhìn kỹ tảng đá kia? Lâm Bắc Phàm hỏi. Dịp tinh thần dùng một mạc ngôn ngữ nói ra. Ta cảm thấy hắn cái đại bảo đầy, xem ra liền thành một khối, tự hồ lộ ra một cổ tiên khí, mở ra về sau bên trong nhất định có đồ tốt. Tảng đá kia, ta không quá nhìn kỹ. Vẫn là vị kia người trong nghề, chỉ thấy hắn cau mày. Tảng đá kia để ở chỗ này đã có 5 năm. Trong lúc đó, có vô số người trong nghề đến xem qua, nhưng là rối rít không quyết định chắc chắn được, cuối cùng đều từ bỏ. Tảng đá kia nguyên lai giá cả đạt đến 25 triệu nhưng là một mực không ai mua, giá cả mới hạ xuống 9,6 triệu, cơ hồ chém ngang lưng. Cho nên, ta cũng không thái kiến nghị ngươi đánh bạc tảng đá kia. Đó có thể thấy được, cái này một vị người trong nghề vẫn tương đối lòng nhiệt tình. Xác thực. Tảng đá kia tuy nhiên xem ra không tệ, nhưng là tảng đá hoa văn cũng không tốt lắm, không đủ quy tắc. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng, dạng này tảng đá là mở không ra tốt ngọc coi như có thế cắt tra ngọc, đại khái vẫn đều là đậu loại, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Rất có thể, nó cũng là một khối đá bình thường. 9,6 triệu mua xuống tảng đá kia, rất có thể thì đập trong tay. Đại gia rối rít phát biểu ý kiến của mình. Nhân vật chính dịp tinh thần có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Bắc Phàm sẽ nghe theo ý của mọi người gặp, từ bỏ thời điểm, chỉ thấy hắn trảm đau chặn sắc mà nói. Không. Ta tin tưởng dịp huynh đệ. Ta liền muốn tảng đá kia. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể cắt ra tốt ngọc. Hậu sinh tử, tảng đá kia thật không tốt lắm, vẫn là đổi một khối khác đi. Một cái lão giả khuyên nhủ. Lâm Bắc Phạm lắc đầu. Không cần, ta liền muốn khối này. Đã mới vừa nói tốt, có ta vị huynh đệ kia giúp ta tuyển, hiện tại ta ngược lại từ bỏ, chẳng phải là đã thương tim của hắn ngươi có thể sẽ thua thiệt mấy triệu. Thua thiệt thì thua lỗ, 9 triệu mà thôi, ta may mà lên. Lâm Bắc Phàm Đại Khí nói. Nhiều tạ lâm tổng tín nhiệm. Dịp tinh thần giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt nói. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương, cho hắn một cái ánh mắt tín nhiệm, sau đó búng tay một cái. Mỹ nương, trả tiền. Sau đó cho ta, cắt. Đón lấy, Mỹ nương trả tiền, thu được tảng đá kia quyền sở hữu. Sau đó, giao cho lúc đầu các đá sư phó tiến hành cắt chém. Nhân vật chính dịp tinh thần âm thầm hưng phấn. Cắt đi cắt đi. Đại gia cũng không coi trọng tình huống dưới, ta cũng không tin ngươi có thể cắt ra cái gì tốt ngoạn ý. Lần này, nhìn ngươi còn thua thiệt không lỗ. Không lỗ, ta theo họ ngươi. Các đá sư phó quan sát cái này tảng đá lớn một lát, sau đó dọc theo da, cắt đi một khối, kết quả cái gì cũng không có. Đại gia có chút thất vọng thở dài. Đón lấy, các đá sư phó lại dọc theo gia cắt đứt một khối, vẫn là cái gì cũng không có. Đại gia lại một lần nữa thất vọng. Tiếp theo là thứ ba khối, đệ bốn khối. Liên tục bảy, tám khối, vẫn là cái gì cũng không có. Ta đã nói rồi, tảng đá kia bên trong cắt không ra cái gì tốt ngọc. Thậm chí nghiêm chỉnh khối đều là phổ thông tảng đá người trẻ tuổi muốn thua lỗ. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nhân vật chính dịp tinh thần cũng là một bộ biểu tình thất vọng. Nhưng là tâm lý lại cao hứng phi thường. Đúng, chính là như vậy. Cắt không ra đồ vật là được rồi. Tốt nhất nghiêm chỉnh khối đều là tảng đá vụn, để hắn triệt để thua thiệt đi vào. Nhưng vào lúc này, theo các đá sư phó một đao rơi xuống, một vệt sáng rõ lục sắc thấu đi ra, lộ ra mê ly lộng lẫy lục rồi gặp lục rồi đây là pha lê loại giá trị cao nhất pha lê loại phỉ thúy như thế thuần lục sắc như thế không tỳ vết lục sắc ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tăng nhân vật chính dịp tinh thần phốc đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Ta đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn như thế trừng phạt ta? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đón lấy, kinh điển một màn lại triển khai. Ta ra 3 triệu. 3 triệu thì muốn mua xuống cái này tảng đá. Ta nói 4 triệu. Ta ra 5 triệu nhân vật chính dịp tinh thần nhìn lấy lại tăng vọt giá cả, sắc mặt lục rồi, hận đến nghiến răng. Đáng chết, tại sao lại để hắn cắt lên rồi? Rõ ràng đại gia cũng không coi trọng tảng đá kia, vì cái gì để hắn cắt lên rồi? Đây là cái gì khoa học đạo lý? Dịp tinh thần bản thân an ủi. Không sao, đây chỉ là cái ngoại ý muốn. Tiếp theo đau. Tiếp theo đau nhất định sẽ cắt đổ. Hiện tại ra giá cao nhất mới 5 triệu, hắn còn thua thiệt 4 triệu đâu. Ta không tin hắn vận khí tốt như vậy. Ở Lâm Bắc phàm ra hiệu phía dưới, các đá sư phó lại dọc theo da cắt một đao. Sau đó, lại gặp được một vệt lục sắc. Một vệt 10 phần trong suốt, 10 phần thuần túy lục sắc. Vẫn như cũ là pha lê loại. Quá đẹp. Ta ra giá 6 triệu. Ta ra 7 triệu. Đừng nghĩ cùng ta làm ta ra 8 triệu. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Hắn ở trong lòng điên cuồng nộ hống. Nó tại sao lại tăng? Cái này rõ ràng cũng là một khối nát tảng đá. Một khối không đáng một đồng nát tảng đá. Các ngươi tranh giành cái gì tranh giành? Dịp tinh thần che ngực. Không sao, hiện tại còn thua thiệt một triệu đâu. Đều là có tăng có ngã rất bình thường, nói không chừng một đau kia đi xuống, thì triệt để sụp đổ mất. Ta cũng không tin, còn có thể cắt ra lục sắc đến. Ở lâm bắc phạm ra hiệu phía dưới, các đá sư phó tiếp tục cắt cắt. Sau đó, lại gặp lục rồi. Lại là thuần túy pha lê loại phỉ thúy ngọc. Tốt ngọc. Ta ra 10 triệu. Ta thì 12 triệu. Ta ra 15 triệu. Giá cả một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đi đến 20 triệu. Cái này mang ý nghĩa, Lâm Bắc Phàm mua xuống tảng đá kia, không chỉ có không có thua thiệt, còn hung hăng kiếm lời một khoản. 100% tỷ lệ hồi báo. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Liễu Như Mỹ kích động ông lấy Lâm Bắc Phàm tay. Lại lên giá, hiện tại là 20 triệu, tỷ lệ hồi báo 100%. Chúng ta bây giờ bán đi đi, bán đi thì kiếm lời 10 triệu. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Không nên gấp gáp, ta cảm thấy còn có thể lại tăng, tiếp tục cắt. Sau đó, các đá sư phó lại tiếp tục hướng xuống cắt chém. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là lục sắc. 25 triệu. 30 triệu. Nhân vật chính dịp tinh thần dọa đến mặt không có chút máu, hết sức khó coi, thật giống như chết cha nương giống như. Chỉ có thể ở tâm lý chấp tay trước ngực. Ông trời, như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế A, ta van cầu các ngươi, không muốn lại cắt lên. Hắn là cái bại hoại, người xấu làm sao vẫn có hảo báo đâu. Mau để cho hắn đổ xuống tới. Sau khi chuyện thành công, quay đầu ta cho các ngươi dết gà giết việc, thành kính tế bái. Nhưng là, sự thực khách quan xưa nay không lấy hắn người ý chí vì chuyển di. Theo từng đao rơi xuống, khối này nguyên thạch giá cả cũng càng tăng càng cao, sau cùng đột phá 90 triệu. So sánh với một hòn đá giá cả cao hơn nhân vật chính dịp tinh thần đều bị chấn tê vì cái gì dạng này vì cái gì lại là như vậy ông trời ta chỉ là muốn hố hắn ít tiền mà thôi vì cái gì ngươi liền đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn ta ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn như thế trừng phạt ta thẳng đến sau cùng khối này nguyên thạch cuối cùng bị cắt xong một khỏa to lớn hoàng mỹ không một tì vết phỉ thúy xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này phỉ thúy là cỡ nào trong suốt mỹ lệ theo bay ra một đầu còn có thể nhìn đến một đầu khác bóng người thật giống như chỉ cách lấy một tầng xanh pha lê một dạng dùng đèn pin chiếu xạ còn có thể xuyên suốt ra luật sắc huỳnh quang thật là quá đẹp một cái người trong nghề kích động nói đây là cực phẩm pha lê loại đế vương ngọc a lớn như vậy một khối như vậy hoàng mỹ một khối thật là trên đời hiếm thấy chưa từng nghe thấy a người chung quanh đều kích động nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nhân vật chính dịp tinh thần chưa từ bỏ ý định hỏi tảng đá kia giá trị bao nhiêu đối phương kích động nói vô giá chi bảo vô giá chi bảo liền xem như cái bảo bối cũng hầu như cái kia có cái giá a vậy thì tốt ta liền nói cho ngươi cái này một khối phỉ thúy giá trị chí ít vì kia người trong nghề dựng lên hai đầu ngón tay 200 triệu. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Một vị khác người trong nghề không phục, mở miệng nói. Mới 200 triệu. Ngươi ánh mắt gì? Đây chính là nghiêm chỉnh khối cực phẩm pha lê loại đế vương ngọc, phỉ thúy bên trong phỉ thúy, bảo bối bên trong bảo bối. Để cho ta tới nhìn, chí ít lại thêm 50 triệu. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Lúc này, thứ ba vị người trong nghề không phục các ngươi thấy rõ ràng, đây chính là nặng đến 200 cân cực phẩm pha lê loại đế vương ngọc, toàn thế giới độc nhất vô nhị, phi thường có cất giữ giá trị. Cho nên ta cho rằng, 300 triệu so sánh phù hợp. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Lại có một người phát biểu ý kiến của mình. 300 triệu vẫn là quá ít. Nếu như tảng đá kia giao cho đại sư đến điêu khắc, tất nhiên sẽ trở thành truyền thế chi bảo. Cho nên ta cho rằng ba sáu ước so sánh phù hợp. Nhân vật chính dịp tinh thần. Phốc. Cứ như vậy, đại gia ngươi một lời ta một câu, khối phỉ thúy này giá cả đã tăng tới 400 triệu, có thể xưng giá trên trời. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Nhân vật chính quốc miệng mình. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lúc này, chứng kiến một cái truyền thế cấp bậc phỉ thúy ở trước mắt sinh ra, tất cả mọi người phi thường kích động cùng cao hứng. Chỉ có nhân vật chính dịp tinh thần sắc mặt tái nhợt, xanh sao vàng vọt, mặt như màu đất, mặt xám như tro. Nói tóm lại, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Phiền muộn đến chỉ muốn giết chết chính mình. Vốn là muốn cho Lâm Bắc Phàm thua thiệt ít tiền, trút cơn giận. Kết quả không chỉ có không có thua thiệt, còn để hắn hung hăng kiếm lời một khoản giá trị 400 triệu phỉ thúy A, lại thêm trước đó tảng đá kia, một ngày này thì kiếm lời 500 triệu. Giống như ở kiếp trước nội dung cốt truyện vừa lúc mới bắt đầu, hỗn thế ma vương lâm bắt phạm tốc độ kiếm tiền đều không có nhanh như vậy. Vừa lúc mới bắt đầu, đối phương bỏ ra hơn một tuần lễ thời gian, mới tính với 500 triệu. Nhưng bây giờ cũng bởi vì hắn, thế mà sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dịp tinh thần tức giận đến rút chính mình hai cái miệng rộng để ngươi lắm miệng, để ngươi nhiều chuyện, để ngươi phạm tiện. Hiện tại tốt đi, đại cường nhân sớm kiếm được tiền. Nếu là không có ngươi, này thời gian chí ít trì hoãn một tuần lễ. Ngươi thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Mà lại là dư sai. Tiện nhân. Đúng lúc này, hắn lâm vào một cái ấm áp lại cứng trắng trước ngực bên trong. Chỉ thấy lâm bắt phạm ông lấy dịp tinh thần, hai tay kích động đập lấy phía sau lưng của hắn. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ mang đến cho ta kinh hỷ, nhưng là không nghĩ tới lớn như vậy một kinh hỷ. Giá trị không đến 10 triệu nguyên thạch, thế mà cho ta cắt ra 400 triệu phỉ thúy. Tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Sau khi trở về, ta nhất định muốn cho ngươi đại đại ban thưởng. Diệp tinh thần lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nhiều tạ lâm tổng, kỳ thực ta không có làm cái gì. Lâm Bắc Phàm cả kinh nói. À, ngươi sắc mặt làm sao hơi khó coi. Còn có hai cái to mồm. Người nào đánh? Lâm Tổng, là ta đánh. Đêm qua uống rượu còn không có khôi phục lại đi, đầu còn có chút choáng, cho nên rút chính mình hai cái tác, để cho mình thanh tĩnh một chút. Lâm Bắc Phạm đau lòng nói. Huynh đệ, ngươi làm sao không nói sớm? Sớm biết, cũng không cần ngươi uống rượu nhiều như vậy. Lúc này, hoàng lão lại chống quải trượng đi tới. Hai tay run run rảy rảy vuốt ve cái này một khối phỉ thúy, sợ hãi thang nói. Đây quả thật là một khối vô giá chi bảo, truyền thế chi bảo a à, ta lão đầu tử này sống gần 80 cái năm tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàng mỹ một khối phỉ thúy. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy, cho dù chết, cũng không tiếc. Hoàng lão đừng nói như vậy, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi chúng ta cần ngươi dạng này tiền bối đại gia rối rít thuyết phục hoàng lão phất phất tay mười phần rộng rãi mà nói đại gia không cần khuyên ta người trong nhà biết chuyện nhà mình ta thân thể này tối đa cũng thì chống đỡ cái mấy năm mấy năm về sau liền muốn xuống địa phủ gặp diêm vương bất quá đời ta đã trải qua quá nhiều chuyện cũng coi như sống được đặc sắc ta đủ vốn Đại gia trong lòng tràn đầy bội phục, không hổ là hoàng lão. Thì phần này rộng rãi ung dung tâm tính, liền đáng giá đến đại gia học tập. Lúc này, hoàng lão quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, tràn ngập mong đợi nói: "Người trẻ tuổi, tảng đá kia bán không?" Lâm Bắc Phàm gật đầu. "Đương nhiên bán. Ta đến nơi này chính là vì kiếm tiền. Cái kia tốt. Tảng đá kia ta thì mặc dày mua." bởi vì ta thực tế rất ưa thích khối phỉ thúy này, có thể làm thành ta cửa hàng trấn điếm chi bảo. Ta ra 4.5 ức, ngươi nhìn có đủ hay không? Hiện trường phát ra tiếng kinh hô. 4.5 ức. Nhiều hơn 50 triệu, hoàng lão là thật trượng nghĩa. Đó là. Cho nên ta bội phục nhất cũng là vàng già rồi. Người trẻ tuổi kia kiếm lời lật ra. Lâm Bắc Phàm vội vàng nói. Hoàng lão, 450 triệu nhiều lắm, 400 triệu là đủ rồi." Hoàng lão cười lắc đầu. "Nói thật, 450 triệu mua xuống tảng đá kia, ta đã chiếm rất lớn tiện nghi. Tảng đá kia muốn là cầm tới đấu giá đi lên bán, chỉ ít có thể bán ra 500 triệu. Hoàng lão, người khác mua ta tảng đá kia, giá cả muốn nhiều cao ta liền bán cao bao nhiêu. Nhưng là đối với ngươi, ta chỉ lấy 400 triệu, nhiều cũng không muốn." cái này 50 triệu, coi như cho ngươi lão lễ gặp mặt. Bằng không, về nhà sẽ bị cha ta thu thập. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Hoàng lão nhìn thật sâu Lâm Bắc Phàm liếc một chút, cười lên ha hả. Tốt, ngươi phần này lễ gặp mặt ta nhận. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, Lâm Nam Sơn sinh một đứa con trai tốt. Sau đó căng dặn bên cạnh người trẻ tuổi. Các ngươi người trẻ tuổi về sau phải nhiều hơn giao lưu. Nhất là ngươi, nhiều hướng lâm gia tiểu tử học tập, học tập đối phương bố cục, học tập đối phương xử sự làm người thái độ, người sẽ được ích lợi không nhỏ. Vâng, gia gia. đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đối lâm bắt phạm lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. hai người còn trao đổi phương thức liên lạc, tư nhân, người chung quanh đều hâm mộ hỏng. đây là hoàng lão tại phóng thích thiện ý a. À nói rõ hắn rất xem trọng lâm bắc phàm người trẻ tuổi này. Nương tựa theo hoàng lão ở ma hải địa vị, cái này một phần thiện ý có thể phát huy ra khó có thể lường được tác dụng. Một câu, có lúc so hoa mấy trăm triệu còn hữu dụng. Bên cạnh dịp tinh thần đều nhìn tê. Cái này tính là gì? Không chỉ có kiếm tiền, còn kéo một đầu nhân mạch. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Nguyên lai like là hắn A, mặc quần áo ta kém chút nhận không ra. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiếp đó, có chút thân phận địa vị người, đều cùng Lâm Bắc Phạm trao đổi danh thiếp, kéo chấp nối. Dù sao, đây chính là liền hoàng lão đều nhìn người tốt A. Tại mọi người thổi phòng bên trong, Lâm Bắc Phạm đem mặt mũi tràn đầy chết lặng dịp tinh thần đẩy đi ra, khiêm tốn nói. Kỳ thực ta không có có bản lãnh gì, ta đối tảng đá dốt đặt cán mai, đây hết thảy đều là ta vị huynh đệ kia mang tới. Không có hắn, ta thì kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Hắn công lao hàng đầu. Đại gia càng thêm bội phục lâm bắt phàm. Nhìn xem, đây chính là bố cục. Nhìn xem, đây chính là khí phách. Nhìn xem, đây chính là độ lượng. Dành công mà không tự ngạo, vẫn không quên dịu dắt hộ vệ của mình huynh đệ. Người trẻ tuổi kia có thế thành sự a à so sánh dưới cái này bảo tiêu huynh đệ thì lộ ra thua chị kém em một mặt chết lặng xử tại nguyên chỗ giống như chết cha mẹ giống như ngay cả lời cũng sẽ không nói dạng này người có thể làm gì quả nhiên giữa người và người bố cục là khác biệt nhân vật chính dịp tinh thần lúc này có người cao mày nhìn lấy dịp tinh thần người này xem ra khá quen giống như ở nơi nào gặp qua nghe ngươi kiểu nói này ta phát hiện hắn quả thật có chút nhìn quen mắt hắn là ai nha lâm bắc phàm kiêu ngạo nói đương nhiên nhìn quen mắt bởi vì ta vị huynh đệ kia không chỉ có là một vị bảo tiêu hơn nữa còn là một vị internet danh nhân một tên rất đỏ rất nóng internet danh nhân cũng là tục xưng đại võng hồng võng hồng người nào nha ta vẫn là nhận không ra cho các ngươi một cái nhắc nhở Lâm Bác phàm dùng cật nhã bên trong tao khí ngữ khí nói ra. Người tốt cật nhã a, à, ta rất thích." Đại gia lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "A à, nguyên lai là cái kia thoát y cật nhã nam a, à, mặc xong quần áo ta kém chút nhận không ra." "Khó trách ta nói nhìn quen mắt như vậy chứ." "Lâm tổng, ngươi vị này Bảo Tiêu huynh đệ thật là một cái nhân tài a." À. Nhảy cật nhã chết rồi, ha ha. Nhân vật chính diệp tinh thần. Phốc kiếm lời đồng tiền lớn, lại kết giao hoàng lão, Lâm Bắc phàm chờ tâm tình người ta vui vẻ rời đi đổ thạch tràng. Mỹ nương, hôm nay chúng ta tổng cộng kiếm lời 4.9 ức, lại thêm vốn có 100 triệu, tổng cộng 500 triệu, chúng ta hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện đi." Lâm Bắc Phạm gió xuân đắc ý nói. Liễu Như Mỹ hết sức kích động. Gần 600 triệu nguyên, xác thực có thể làm rất nhiều chuyện, rất nhiều kế hoạch đều có thể kéo lên nhật trình. Lâm Tổng, ngươi hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi, thế mà mở ra hai khối lớn phỉ thúy. Đây hết thảy, đều là dịp huynh đệ mang tới. Lâm Bắc Phạm đắc ý vỗ vỗ dịp tinh thần bả vai. Nếu như không phải hắn đề nghị đi tới nơi này đổ thạch, ta thì mở không ra cái kia 90 triệu tảng đá. Nếu như không phải hắn giúp ta chọn lựa, ta thì mở không ra cái kia 400 triệu tuyệt thế chi bảo. Hắn chính là ta đại quý nhân A. À. Không có hắn, liền không có ta hôm nay. Cảm tạ dịp huynh đệ, ta trở về nhất định trùng điệp có thưởng. Lâm Bắc Phàm nói là lời trong lòng. Nhưng là câu này câu thổi phồng, rơi vào dịp tinh thần tâm lý lại hết sức khó chịu, có thể so với lăng trì sử tử. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đề nghị tới nơi này. Càng sẽ không giúp hắn thân thủ chọn lựa tảng đá. Ngươi thật sự là miệng tiện, tiện tay A. hắn quên đi thôi. Liễu như mị biểu môi. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là vận khí thành phần, mèo mù đụng phải chuột chết. Mà lại, dịp tinh thần hôm nay biểu hiện quá tệ. Làm đi theo nhân viên, đại biểu cho Lâm Bắc phàm mặt tiền cửa hàng, kết quả hôm nay lại rủ cục lấy một bộ chết mặt, không có một chút xíu nụ cười. Thần thái cứng ngắc, sẽ không nói chuyện, muốn nhiều chất phát thì có bao nhiêu chất phát. So sánh với lâm bắc phạm lại biểu hiện phi thường được thể mạnh vì gạo bạo vì tiền kết giao bằng hữu ở trước mặt người ngoài còn bảo trì lấy chính mình bảo tiêu mặt mũi coi như bồi cái mấy triệu cũng sẽ không tiếc kiếm tiền còn bảo trì khiêm tốn không quên dịu dắt huynh đệ của mình cái này khiến nàng đối lâm bắc phạm có một chút đổi mới tên phá của này cũng không phải không còn gì khác mà lúc này thời điểm nhân vật chính dịp tinh thần một mặt tâm mệt mỏi mà nói lâm tổng ta muốn theo ngươi xin nửa ngày nghỉ lâm bắc phàm kinh hãi diệp huynh đệ ngươi đây là tối hôm qua uống quá nhiều rượu đến bây giờ thân thể vẫn là vô cùng không thoải mái cho nên muốn xin phép nghỉ ta thì nghỉ ngơi thật tốt hy vọng ngươi có thể phê chuẩn diệp tinh thần tìm cái lý do trên thực tế cũng là muốn trở về an ủi hắn thụ thương tâm linh buổi sáng được mọi người chế giễu là thoát y mảnh nam, buổi chiều lại đem cừu nhân này kiếm lời một đại bút tiền. Hắn tâm thái thụ thương, quá mệt mỏi, nhất định phải trở về liệu thương. Lâm Bắc Phạm quan tâm mà nói. Huynh đệ khổ cực. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, cái này giả ta phê chuẩn. Nhiều tạ lâm tổng. Dịp tinh thần che ngực, ảm nhiên rời đi. Chỉ có liễu như mị biểu môi, có chút bất mãn dịp tinh thần chuyện gì xảy ra hắn là bảo tiêu kim tài xế hiện tại ngay tại thực hiện chức vụ phụ trách an toàn của ngươi làm sao có thể nửa đường rời đi vạn một chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ một điểm đạo đức nghề nghiệp cũng không có coi như lập công cũng không thể ý lại sủng mà kiêu ngạo a à. không muốn nói như vậy ta dịp huynh đệ Lâm Bắc Phàm Vung tay lên hắn xác thực quá mệt mỏi sống đến bây giờ đã không tệ để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Đi bệnh viện, vẫn an tiêu thần huynh đệ. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới bệnh viện. Lâm Bắc Phàm tay nâng lấy một chùm trắng bệt hoa tươi, mặt mũi tràn đầy nặng nề đi tới phòng bệnh bên trong. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.